Cái người niệm Phật mà khi lâm chung thì hai cái phần nhân duyên hội đủ thì tức đắc vãng vãng sanh. Trường hợp là có nhân mà thiếu duyên, trường hợp thứ ba là có duyên thiếu nhân, trường hợp thứ tư là nhân duyên thù thắng. Tôi giảng bốn cái đó để quý vị hiểu, chứ không bây giờ mình cứ tôi nghe là cứ đi tiếp dẫn là niệm Phật hồi cái mềm nhũn cái nói mà vãng sanh vãng sanh. Khoan đã, khoan nói cái đã, chúng ta phải học cái này cho kỹ cái đã, không học cái này kỹ là chúng ta thua đó. Cái thứ nhất là nhân duyên hội đủ. Nhân duyên hội đủ là sao? Vì trong kinh Di Đà nói bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bị quật. Kinh nói rõ ra. Cho nên quý vị làm mà quý vị không căn cứ chỗ này là quý vị thua đó. Không thể dùng chút ít nhân duyên phước đức mà được vãng sanh về nước kia đâu. Cho nên phải hội đủ nhân duyên. Tôi nói cái nhân duyên đây nè. Cái hành giả này lúc sanh thời niệm Phật tín hạnh nguyện đủ, tức là có tin rồi có chấp trì danh hiệu của Đức Phật A Di Đà mà niệm và cầu vãng sanh cực lạc, gọi là tín hạnh nguyện đầy đủ. Nhưng có niệm mà không cầu cũng không được, có niệm mà không cầu vãng sanh tức là không được, không đủ tín hạnh nguyện. Khi cái người, cái hành giả đó bệnh nhưng mà cái tâm của hành giả đó gắn liền với tịnh tông, tâm ban đầu cũng như bây giờ bệnh hoạn không thối thất, không thối thất. Con cháu ở trong gia đình không có quỷ ban. Và sau khi nhắm mắt thì con cháu cũng như thiện hữu tri thức đến để trợ niệm một cách đầy đủ là nhân duyên hội đủ. Cái này quý vị thấy khó hay dễ? Mình một đời tu hành nhưng mà đến giờ phút đó con cháu không tin. Cái này chiếm hết 8 phần 10. Cha mẹ làm mà con không tin. Hay hoặc giả là cái lúc bình thời mình niệm Phật mà đến cái giờ phút bệnh hoạn rồi đau nhức quá rồi rên không, con cháu nó nói đâu có linh gì đâu, không niệm. Quý vị thấy thấy cái nhân duyên hội đủ chưa? Lúc đó là cái mình lo mình rên không hả? Đau quá mình rên, đâu còn gắn bó với tịnh tông. Cái tâm ban đầu với cái tâm này nó sao lãng rồi. Bây giờ con cháu họ không tin, không tin thì lúc mình có nhắm mắt rồi nó đâu có niệm đâu. Ở đây tức là tôi nói nhân duyên hội đủ. Người đó lúc sanh thời niệm Phật tín hạnh nguyện đầy đủ, khi bệnh hoạn tâm họ vẫn còn gắn bó với tịnh tông và con cháu không quỷ bán. Khi người hành giả đó tắt thở thì con cháu trong nhà không cần ai hết, không cần bạn bè hết, chỉ con cháu nó niệm thôi là thiện hữu tri thức. Bây giờ nó tin tưởng, nó mời cả cái ban hộ niệm về, chư tăng về hộ niệm thì nhân duyên hội đủ, giảng sanh một cách dễ dàng. Đó là tự lực, đó là tự lực. Bây giờ trường hợp thứ hai là có nhân mà thiếu duyên. Hành giả này lúc sanh thời phát tâm niệm Phật tín hạnh nguyện đầy đủ, tín hạnh nguyện đầy đủ, cho đến giờ phút lâm chung thì tâm bây giờ tán loạn do cái thân tứ đại này nó đau bệnh, nó nhức nhối, nó tan rồi thì đâu còn gắn bó với tịnh tông được. Có nhân đó mà giờ phút này không có cái hành giả gọi là trợ niệm, tức là giúp đỡ, và đến khi nhắm mắt rồi cũng chẳng có một người nào niệm hết, tức là có nhân mà thiếu duyên. Cái giờ đó, cái giờ hấp hối, giờ quan trọng mà không có một hành giả nào, không có một thiện hữu tri thức nào đến để trợ niệm hết. Thì có nhân đó mà thiếu duyên. Cái trường hợp thứ ba là có duyên thiếu nhân.
Có niệm Phật, lúc sanh thời có niệm Phật, rồi niệm Phật để cầu cho khỏi bệnh, niệm Phật rồi cai tai qua nạn khỏi cho gia đạo được bình yên, không cầu vãng sanh tịnh độ. Cái từ đó cái quan trọng đó. Có niệm Phật nhưng mà không cầu vãng sanh cực lạc. Niệm Phật để cầu cho tai qua nạn khỏi, cầu cho bệnh tật bệnh tiêu trừ. Có niệm, đa phần đứa nhà mình là có người bệnh rồi, lập bàn hương án đồ cầu nguyện đồ đèn nhang đỏ tươi hết, nhưng hết bệnh rồi thôi dẹp. Chứ ta không có cầu vãng sanh, nhưng mà cái nhân không có. Bây giờ chết rồi ác nhau cầu niệm qua trời qua đất, có duyên mà thiếu nhé, có duyên mà thiếu nhé. Bây giờ cái thứ tư là nhân duyên thù thắng, cái này quan trọng lắm. Nhưng mà 1.000 người mới được một người, 100 người mới được một người, chứ không phải dễ. Người này từ nhỏ đến lớn không biết chùa, không biết niệm Phật, không biết gì hết, vì ở vùng sâu vùng xa. Quý vị thấy không? Không biết Phật, biết chùa, biết niệm gì hết, nhưng mà không quỷ bán tam bảo. Cái quan trọng là không quỷ bán tam bảo. Nếu người đó quỷ bán tam bảo là nhất xiển đề, mất thiện căn. Cho nên người này không có quỷ bán tam bảo. Bây giờ cái người đó bệnh nằm một chỗ thì bây giờ hết lo rồi, bệnh hết lo rồi, tiền bạc cũng khỏi lo, nhà cửa cũng khỏi lo, công danh sự nghiệp gì lo bệnh không chứ lo gì nữa. Thì có một người bạn họ đến họ thăm, mà họ khuyên niệm Phật. Bây giờ cái người bệnh này niệm, họ giờ chưa biết niệm, bây giờ mới niệm nè. Mà họ niệm trong lúc này đó tinh tấn lắm, bởi vì các duyên họ gì, họ đều dọn dẹp sạch sẽ hết. Các cái duyên ta gọi là buông xả đó, ta gọi là cái từ buông xả, họ xả hết rồi. Bây giờ họ cũng không lo con nhỏ con lớn, họ cũng không lo gả chồng cưới vợ, họ không lo giàu nghèo, họ không lo gì hết, không lo gì nữa đâu. Bây giờ chỉ niệm Phật thôi. Mà từ nhỏ đến giờ 50 tuổi, 60 tuổi chưa hề biết chùa, chưa hề biết Phật ấy. Niệm, họ niệm rất là tinh tấn. Và con cháu thấy vậy mới phát tâm ủng hộ cho cái việc niệm Phật này càng tin tưởng thêm. Quý vị thấy đặc biệt chưa? Thù thắng. Và khi cái người đó chết, con cháu trong nhà, cháu nội, cháu ngoại, dâu, con trai, con rể gì ráp nhau niệm Phật là thiện hữu trí, tri thức, vãng sanh tức khắc. Gọi là nhân duyên thù thắng. Nhưng mà lúc sanh thời có niệm mà không cầu vãng sanh. Đó nè, không có cái nhân mà tới giờ chút, giờ hấp hối rồi niệm cả nhà. Nhưng mà nhân không có, chỉ có duyên thôi. Đây là nhân duyên thù thắng. Như vậy, trong cái phần này tôi nói tự lực và tha lực. Cái tự lực là như vậy. Một là nhân duyên đầy đủ, hội đủ. Hai là nhân duyên thù thắng. Tha lực là nguyện lực của Đức Phật A Di Đà. Cái pháp môn này là pháp môn tha lực. Tức là hành giả đó đầy đủ nhân duyên tức đắc vãng sanh. Còn không đủ cái nhân duyên đó thì Đức Phật A Di Đà dùng cái nguyện lực của Ngài đến trước mặt người đó, làm cho người đó nhất tâm, rồi Ngài rước họ về cực lạc, gọi là đới nghiệp vãng sanh. Trong kinh Đại Tập nói, cây kim bỏ xuống biển chìm sát đáy, mà sắt hàng trăm tấn họ chở qua biển Đông được là nhờ chiếc tàu. Cục đá đó là dụ cho nghiệp lực của chúng ta. Còn nguyện lực của Đức Phật Di Đà dụ cho chiếc tàu, chuyện bình thường. Ai hỏi tại sao là sắt thép họ chở qua biển Đông được mà cây kim bỏ là chìm sát đáy? Nhờ chiếc tàu. Thì nếu mình nghiệp lực của mình mà được về Tây Phương cực lạc của Đức Phật Di Đà là do nguyện lực của Ngài, do chiếc tàu của Ngài chở, chứ còn bình thường là không thể được. Cây kim mà chìm sát đáy. Câu hỏi tiếp theo. Hàng phàm phu được sanh về cực lạc, giả sử phiền não nghiệp chướng nổi lên, thì làm sao chứng được ngôi bất thối chuyển? Đây cũng là một cách lý luận.
Tức là hành giả mà được vãng sanh về cực lạc, rồi tự nhiên phiền não trước nó nổi lên nữa. Cũng như mình đang vui vui, ai lại chọc cái nổi giận lên, đùng 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 đùng, xách cây xách đồ lia tùm lum, đúng không? Thì bên đó cũng vậy đó, về bên đó rồi tự nhiên cái ai làm phiền mình, cái nổi nghiệp chướng lên ùng đùng đùng á, làm sao chứng được là ngôi bất thối chuyện. Cũng là một cách lý luận. Thì xin nói thế này, chúng sinh vãng sanh về cực lạc, dù nhất tâm hay là chưa nhất tâm, tức là đối nghiệp vãng sanh á, cũng không khi nào khởi lên phiền não ác kiến được, mà quyết định chứng ngôi bất thối. Bởi vì có năm nhân duyên thù thắng, không thể nào về bên cực lạc nổi phiền não được hết, tại vì có đủ năm nhân duyên. Còn ở đây không có nhân duyên nào hết, cho nên muốn nổi nhiều nổi, muốn lặng nhiều lặng, muốn giận giận, muốn hờn hờn, muốn phiền phiền, đó là không có nhân duyên nào hết. Còn bên tịnh độ có năm nhân duyên, cho nên quý vị an tâm, đừng lo ngại cái chuyện về tịnh độ mà còn nổi phiền não, không có đâu. Vì có năm nhân duyên. Một, do nguyện lực của Đức Phật Di Đà nhiếp thọ. Bây giờ cái người đó là cái người mà nhận lãnh mình, chịu trách nhiệm mình, thì không bao giờ người đó về nước cực lạc nổi phiền não. Có cái người giám hộ, có người giám hộ đàng hoàng. Bây giờ tôi nói ví dụ cái người đó họ phạm pháp cái gì đó, rồi cái người nhà làm cái đơn bảo lãnh, hiểu nè, thì chính quyền người ta để căn cứ về cái đơn bảo lãnh người ta tin tưởng mà, thì khi về không có tái phạm trở lại, có người bảo lãnh. Còn tôi hứa với quý vị là không bao giờ nó ăn cắp nữa, tôi về tôi giáo dục. Thì chính quyền người ta chấp nhận là cha mẹ làm cái đơn bảo lãnh, hứa là giáo dục chứ nó không ăn cắp nữa. Thì cái đứa nhỏ đó về cha mẹ giáo dục, nhiếp thọ của cha mẹ. Nhưng mà chưa chắc nó về nó cũng ăn cắp nữa. Chứ không phải nói vậy. Nhưng mà Đức Phật Di Đà nhiếp thọ là không bao giờ, không bao giờ. Cái nguyện lực của Đức Phật Di Đà, cái nguyện lực của Ngài lớn lao, công đức vô lượng vô biên. Ngài có cái công đức vô lượng vô biên cho Ngài, cho nên Ngài nhiếp thọ chúng sinh mà vãng sanh về cực lạc không khởi lên phiền não. Đó là cái nhân duyên thứ nhất. Cái nhân duyên thứ hai đó là hào quang của Đức Phật Di Đà soi đến thân của người đó, thì khiến bồ đề tâm của họ phát triển, không bao giờ lùi sụp. Như vậy cái hành giả đó vãng sanh về tịnh độ là cái hào quang của Phật Di Đà ở ngôi bất thối, Ngài phóng cái hào quang nghĩa là đến cái người đó, thì cái hành giả đó luôn luôn phát bồ đề tâm không thối chuyển, thì làm gì có khỏi phiền não. Làm gì có khỏi phiền não. Đó là nhân duyên thứ hai. Nhân duyên thứ ba đó là cây nước, ao hồ, gió thổi, cây rau đều vang ra pháp âm 37 phẩm trợ đạo. Hành giả khi nghe đều phát lòng niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Lúc nào cây nước, ao hồ, chim rừng đều biết nói pháp, thì hành giả nó nghe rồi thì phát tâm, phát lòng niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Có tâm nào ở không mà khởi phiền não? Không có ở không. Không có xen tạp một cái tạp niệm nào hết, thì làm gì có khởi phiền não. Còn cái cõi này thì người ta nói tốt thì ít, mà người ta xiên xỏ móc lò thì nhiều, cho nên mình mới tức, đúng không? Còn bên kia đâu có ai nói đâu đó tức. Không ai nói gì hết không tức. Mình ăn chay không thôi, mình chỉ ăn chay không thôi là khó chịu rồi. Họ gặp mình nó nói xin lỗi quý bà nha, ăn mặn nói ngay, ăn chay nói dại là bồ đề gai nổi lên rồi. Bảo đảm liền, nhiêu đó là bồ đề gai nổi lên rồi. Họ sốc ốc trong mình chịu gì nổi. Còn bên cực lạc không có cái tiếng đó, mà thất bồ đề phần, bát chánh đạo phần, ngũ căn ngũ lực vân vân, thì làm gì có cái tạp niệm nổi lên mà mình nổi phiền não sân si? Không có. Năm cái nhân duyên thứ tư
Chúng sinh vãng sanh về cực lạc cùng ở chung với bậc thượng thiện nhân câu hội nhất xứ, thì không có ác chướng ác duyên, làm gì có cái vọng tưởng và điên đảo khởi lên. Mình ở bên cái cõi mình là có người ác kiến họ ở chung với mình, có cái người là vô tâm họ ở với mình. Còn mình ở cái cõi đó là thượng thiện nhân câu hội nhất xứ, là mình ở chung với người lành, thì làm gì có cái người chọc tức mình. Không có người ác kiến thì không có phiền não nào nổi lên. Nhân duyên thứ năm, đã sanh về cực lạc thì thọ mạng vô lượng, công đức vô lượng, dù vãng sanh ở phẩm thượng phẩm hay hạ phẩm, khi hoa sen nở thì nghiệp lực đều dứt. Nói nè, chứng được ngôi bất thối, ngang hàng giới Đức Phật A Di Đà và các bậc thượng thiện nhân ở cõi cực lạc. Bởi vì Đức Phật A Di Đà có ba cái công đức, thế nè, vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Thì chúng sinh ở bên nước cực lạc, dù sanh ở cái phẩm nào, thượng phẩm hay là trung phẩm hay hạ phẩm, mà sen nở thì đồng với ba đức hiệu của Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, thì làm gì có phiền não, làm gì có phiền não. Ở câu hỏi tiếp theo, có hai đối tượng vãng sanh, một là nhất tâm vãng sanh, hai là đối nghiệp vãng sanh. Người đối nghiệp vãng sanh tức là còn tham sân si mà được sanh về cõi cực lạc. Vậy người ấy sanh về cõi cực lạc rồi thì có trả nghiệp hay không? Nghiệp còn thì có trả cái nghiệp cũ hay không? Nếu không thì trái với luật nhân quả. Như vậy đồng với nghĩa là quỵt nợ. Thì quý vị hiểu làm sao? Tức là cái nhất tâm vãng sanh tức là người ta không còn nghiệp thì ta khỏi trả nghiệp. Ở đây là cái hạng vãng sanh thứ hai, tức là đối nghiệp, tức là còn nghiệp mà sanh về tịnh độ, có trả cái nghiệp cũ không? Đức Phật ăn lúa mạch, lúa ngựa, Phật nói rằng cái túc nghiệp Phật phải trả. Đề Bà Đạt Đa thả voi chà, cái chân của Phật chảy máu, Phật nói cái túc nghiệp Phật phải trả. Như vậy hành giả vãng sanh về tịnh độ gọi là đối nghiệp, còn nghiệp có phải trả nghiệp cũ không? Mà nếu không trả nghiệp cũ thì trái với nhân quả, đồng ý nghĩa là quỵt nợ. Tu mà quỵt nợ sao tu quý vị? Quý vị nghĩ sao? Có ai đây đồng ý vãng sanh về rồi quỵt không? Không thể nào chúng ta chấp nhận điều đó được. Không thể quỵt được. Mà không trả nghiệp cũ là trái với nhân quả, thì không đúng với giáo lý của nhà Phật. Nói đến nhà Phật và người tu Phật, nhân duyên là một, nghiệp quả là hai. Hai cái này căn bản, không thể nào từ chối cái này được. Ai từ chối cái này không phải là Phật tử. Ví dụ như ở nhà mình ở ngoài lộ đó, chiều cái con mình chạy ra ngoài lộ nó chơi, cái rồi không biết nít nó giỡn sao không biết, chạy vô khóc, hỏi sao má, hỏi sao tự nhiên nó quánh con, chạy ra chửi lộn với hàng xóm, vô duyên. Sao là tự nhiên, mày cũng động trời mày chứ, vừa vậy tao đập cho mày một hồi. Êm, đằng này nó tự nhiên nó quánh con, chạy ra cái rồi binh con cái chửi lộn với hàng xóm, trái về nhân quả. Thôi quý vị đừng có làm vậy nữa, mấy bà mẹ đừng làm vậy nữa, trái với nhân quả. Đè con mình đập cho con chập để cho nó êm. Nó không có khói sao có lửa, cũng chọc ghẹo rồi gì đó đại khái gì cũng qua lại chứ sao tự nhiên. Mình người Phật, Phật giáo mà nói tự nhiên à? Không có tự nhiên được. Cho nên đây tôi trả lời nè, cái câu này ở bên Úc á.
Bình Úc đó. Ngay cái chùa của Hòa Thượng Quyền Vi là chùa Linh Sơn ở Rích Bình. Thì hôm đó cô Phật tử này hỏi tôi, mà cô này còn trẻ đó, còn trẻ lắm mà cũng nghiên cứu giáo lý, cô hỏi rất là hay. Tôi không ngờ nè, có một cô Phật tử trẻ tuổi mà cô hỏi cái câu thiệt là nhức nhối. Tôi mới nói thế này, tôi có giảng cái đĩa là ý nghĩa hoa sen trong ao thất bảo, cô có nghe chưa? Cô nói dạ con có nghe rồi, chị con ở Việt Nam gửi qua cho, lâu lắm rồi. Dù cho chúng sanh mà sanh lên cõi trời đâu xuất, nhưng chưa chắc gặp được Bồ Tát Di Lặc. Vì hiện nay Ngài ở nội viện của cung trời đâu xuất, thì chúng ta dù có đến cung trời đâu xuất chỉ ở ngoài nội ngoại viện thiên cung mà thôi, chứ cũng chưa chắc vào trong nội viện được, chưa chắc gặp được. Cái này xét cho cùng thì Bồ Tát Di Lặc có phương tiện hay nguyện lực để tiếp dẫn chúng. Xét cho cùng thì Bồ Tát Di Lặc không có phương tiện và nguyện lực để độ sanh như Đức Phật A Di Đà. Chúng ta dù có lên đến đó thì ở ngoài nội viện của cung trời đâu xuất, không được vào nội viện, nhưng mà Đức Ngài thì không có cái phương tiện và cái đại nguyện để tiếp dẫn chúng sinh như Đức Phật A Di Đà. Xét cho cùng thì có cái phần kém. Cõi trời đâu xuất dù sao cũng ở trong dục giới, cho nên người tu hành dễ bị thối thất rất là nhiều. Cõi ấy có thiên nhạc nhưng không nói được pháp âm như cõi Tịnh Độ. Ở cõi trời thì có thiên nhạc, tức là mấy cái ca sĩ mà bây giờ ở dưới Việt Nam mình họ ca hay đó, họ nổi tiếng đó, hồi xưa họ ở trên đó họ ca cho trời Đế Thích nghe nè. Phải có nhân quả chứ không tự nhiên được. Rồi hết cái phước báo tọt xuống này, nó còn cái một cái dư báo đó, ca người ta nghe, người ta hâm mộ dữ lắm. Hồi xưa trên đó ca trời Đế Thích nghe. Có thiên nhạc nhưng mà không có pháp nhạc, tức là họ diễn những cái nhạc đó dục lạc, tình tứ, mê tai, êm dịu, nhưng mà pháp âm thì không có. Còn cái bên Tịnh Độ, cây nước, ao hồ, chim rừng đều phát ra là pháp âm ngũ căn ngũ lực thất bồ đề bát chánh đạo phần. So với chư thiên ở cõi trời với cõi cực lạc xa xa kém nhiều. Đó nè, nội cái ăn uống thì đầy đủ rồi, nhưng mà phước báo hết thì đọa lạc. Có nhạc nhưng mà không phải là pháp nhạc. Cho nên chúng sinh ở đó họ nghe thì họ luyến mộ về ân ái, họ luyến mộ về ái dục gì đó, chứ còn họ không có phát lòng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng đâu. Cho nên Đức Phật nói là chúng ta sanh về các cái cõi đó là chúng ta mắc nạn. Mắc nạn. Cái đặc biệt của người ở các cõi trời có cái thế này quý vị, không nhớ gì hết. Chúng sinh ở cõi đó không nhớ gì hết. Nói bên đây chạy qua bên kia như cái ống tre vậy, không nhớ gì hết. Còn cái chúng sinh ở cõi Nam Diêm Phù Đề này nhớ rất dai, suy nghĩ rất kỹ, lý luận rất giỏi, mà người ở cung trọng, nhưng mà cái ăn uống thì thua họ. Ăn thì phải nấu, áo thì phải giặt, phải phơi, chén thì phải rửa, nhưng mà mình có cái nhớ, cái trí huệ. Còn chúng sinh ở đó ăn uống tự nhiên nhưng mà không nhớ gì hết. Cho nên Phật không thuyết pháp trên cung trời, các cung trời cực chẳng đã, Ngài lên Ngài thuyết Bộ Địa Tạng vì thánh mẫu Mai Già. Mà cái công đức thính chúng nghe cái pháp hội đó là công đức của Đức Địa Tạng Bồ Tát, chứ không phải của Đức Phật. Cái chúng hội mà về nghe cái pháp hội mà Đức Phật thuyết bộ kinh Địa Tạng đó là công đức của Ngài Địa Tạng, chứ không phải của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho nên có một lần một Kiền Liên lên cung trời thuyết pháp, quý vị biết xảy ra chuyện gì không? Ngài đốt cung điện của người ta hết. Tại sao? Mấy bà tiên nữ không có nghe, chạy rồi dán cái màn dồm chạy đi chơi. Ông nổi điên, ông ra ông giận thần thông đốt cung trời Đế Thích, ở trên đó xuống thưa với Phật, thôi đừng cho lên thuyết pháp nữa. Không nghe. Tại vì đó, nghe cũng không nhớ gì hết. Như vậy chúng ta thấy cái nguy hiểm chưa?
cái nguy hiểm là người của cõi trời, tức là hưởng phước báo mà hưởng hết rồi đọa lạc, chứ không thể tu hành được. Không nhớ làm sao tu, không nhớ gì hết làm sao tu tập được. Cho nên cái phước báo của họ như vậy, nhưng mà cái rủi ro của họ đây nè, cái khuyết điểm của họ là không nhớ gì hết. Thế thì ở cái dù cõi trời đâu suốt đi nữa là cũng ở trong cõi dục giới, sáu tầng trời cõi cõi dục ở này thì cũng nằm trong cõi dục giới. Ở trong cõi dục giới thì phải đọa lạc sanh sanh tử, tức là cõi thiên, cõi chư thiên thì có thiên nhạc nhưng không có pháp nhạc như cõi tịnh độ của Đức Phật Di Đà, khiến chúng sinh mê đắm và sanh ra phiền não. Cõi ấy còn có hàng nữ nhân làm tăng thêm dục niệm cho hàng chư thiên bị đọa lạc trong tam đồ. Cõi cực lạc kia chim nói pháp, mưa gió cũng đều nói pháp. Tịnh độ không có hàng nữ nhân, toàn là bậc thượng nhân thượng căn, pháp lữ tu hành tinh tấn quyết định chứng ngôi bất thôi. Qua hai điểm hơn kém của cõi trời đâu suốt và tịnh độ của Đức Phật Di Đà thì hành giả chúng ta lấy đó mà kinh nghiệm để tu tập. Rồi thế thì cái lý luận mà của một người đặt cái câu hỏi là thôi thì mình không có sanh về cực lạc làm gì, mình cứ tu thập thiện cho thành công, cho thành tựu, mình sanh lên được cung trời đâu suốt thì ở đó Đức Phật Di Lặc là nhất sanh bổ xứ, thì sau khi cái giáo pháp của Đức Phật Thích Ca mãn duyên ở cõi này thì ngài thị hiện xuống dưới cõi Ta Bà này thành Phật thì mình cũng được chứng quả thắc. Đó là cách lý luận. Thì tôi nói hai cái điều đó để chúng quý vị thấy đó. Cái cõi chư thiên là có phước, nhưng mà có những cái chướng là hưởng hết phước báo thì bị đọa lạc, và cái chướng của họ là họ không nhớ gì hết. Nói bên đây là chạy qua bên kia, nói bên kia chạy qua bên nọ như cái ống tre vậy, thì không thể nghe pháp, cũng không thể tu hành được. Cho nên Phật không thiếu pháp lên cung trời đâu lận. Đó là vì thánh mẫu mà Đức Phật phải thân hành lên đó để cứu bạn, để cứu bạn. Cho nên Đức Mục Kiền Liên là dùng pháp trai tăng để cúng dường cứu bà Thanh Đề. Đức Phật lên cung trời Đao Lợi thuyết kinh Địa Tạng để cứu thánh mẫu. Ngài là đại hiếu. Ngài tán thán cái hạnh của Mục Kiền Liên là đại hiếu. Câu hỏi khác. Xin giải thích câu này cho rõ ràng. Đời này thiện tri thức khó gặp, đừng nói mười niệm danh hiệu Phật còn khó gặp hơn. Chúng sinh tạo vô lượng tội lỗi, từ vô thủy kiếp đến nay chất chồng không kể xiết. Nay nói khi lâm chung chỉ niệm mười niệm danh hiệu Phật A Di Đà được vãng sanh, công phu chẳng có bao nhiêu. Nên này, cái công phu chừng đó mà vượt hơn 10 vô lượng kiếp tạo tội, xin nói làm sao cho thông cái nghĩa này. Tức là đặt cái câu hỏi thế này. Chúng sinh ở cái kiếp này đó, cái cõi này đó, là tạo vô lượng tội lỗi từ vô thủy kiếp đến nay chắc chồng không kể xiết được. Nay nói là chỉ 10 niệm lúc lâm chung mà được vãng sanh, cái công phu tu hành chừng đó, nhỏ chừng đó, ít chừng đó mà trội hơn vô lượng kiếp tạo tội. Có nghĩa là 10 câu niệm Phật đó mà đem so lường với vô lượng kiếp tạo tội từ quá khứ đến bây giờ thì xin nói cho thông cái nghĩa này. Ta không tin điều đó. Một bên thì nói cái chuyện tu hành rất ít, 10 niệm thôi mà được vãng sanh về cực lạc, còn cả một cuộc đời tạo tội trong vô lượng kiếp mà chỉ có ngang chừng đó tu hành, ngang chừng đó được sanh về tịnh độ. Cái nghĩa này người ta khó thông. Đây tôi nói thế này. Đời này thiện tri thức khó gặp, đừng nói là 10 niệm danh hiệu Phật còn khó gấp bội Phật. Bây giờ tôi nói ngay cái cuộc sống của chúng ta đây nè, mà cái người lành chúng ta gặp
khó không? Gặp được cái người lành trong cái cuộc đời này đó, chúng ta dễ gặp không? Hồi tôi thi trung học Phật giáo, ban giám khảo cho tôi cái bài của Không Lộ Thiền Sư: đồ lợi tham danh mãn thế gian, đồ lợi tham danh mãn thế gian, tức là nói cái hạng người tham danh tham lợi đó, thế gian này đầy hết, đầy hết. Mà nói gặp một người bạn lành, một thiện tri thức trên cái đời này để chúng ta gần gũi, chúng ta học tập, chúng ta tu hành rất là khó. Khó rồi. Bây giờ tôi nói đại khái với trong nhà của mình thôi, dòng họ của mình, mình tìm chưa được một người thiện tri thức trong dòng họ của mình. Chứ đừng có nói là người hàng xóm, người láng giềng, ngay dòng họ của mình. Bởi vì sao? Danh lợi đầy cả thế gian. Thì mình tìm cái người thiện hữu tri thức, cái người bạn lành cùng một lý tưởng như mình để tu hành cũng khó. Đừng nói là 10 câu niệm Phật khó hơn quý vị. Bây giờ bình thường đó quý vị, thở quý vị thấy dễ không? Có ai nói thở là khó không? Nhưng mà tới giờ hấp hối thở khó vô cùng quý vị ơi, thở không ra. Rồi lấy cái bình oxy đó đắp vô cho thở mà cũng đâu có chắc ăn. Bây giờ mình niệm ào ào hết được á, mừng, nhưng mà cái giờ đó là một niệm niệm không ra, coi chừng. Cái giờ cuối đời của mình hấp hối là một niệm niệm không ra, chứ đâu phải dễ niệm. Cho nên vì vậy mà ta phải lập cái ban hộ niệm. Chứ hộ có nghĩa là giúp đỡ. Cái người này lúc sanh thời có niệm Phật, có tu hành, nhưng mà giờ này ôi thôi mệt lắm, thở không ra, làm sao niệm? Nó đau, nó nhức bốn phía, đụng chỗ nào cũng đau hết, làm sao niệm? Bây giờ có cái người đứng chung quanh mình, thiện hữu tri thức, giúp cho mình niệm, hộ mình, để mình đừng có quên. Chứ không lúc đó mình nghe cái gì đâu không à. Nghe tiếng hải hùng, nghe tiếng khóc, nghe tiếng than, nghe tiếng rên, nghe tiếng rỉ, chứ đâu có ai niệm Phật đâu. Cho nên phải có cái ban hộ niệm. Cái ban này giúp đỡ cho mình trong lúc đó khó niệm. Như vậy trên cuộc đời này gặp người lành, người thiện tri thức đã khó gặp, đừng nói là 10 danh hiệu Phật A Di Đà. Chứ không phải nói là dễ niệm đâu. Nếu như không có nhân duyên đời trước thì đời này không làm sao gặp được bạn lành khuyên niệm Phật. Nay căn cứ vào 3 tiêu chuẩn sau đây để hiểu rõ cái đạo lý này. 1. Một cái căn phòng đóng kín bóng tối muôn năm, nếu được người mở cửa ánh sáng tràn vào thì sự tối mất ngay, đâu phải do tối lâu mà không được sáng. Từ cái phòng đó ta đóng cửa này 3 năm không? Bây giờ có cái nhân như ta mở cái cửa ra ánh sáng tự nó tràn vào, chứ đâu phải chờ tới 3 năm nó mới sáng. Quý vị thấy không? Chứ đâu phải bây giờ nó tối 3 năm, bây giờ mình mở ra nó mới phải chờ 3 năm nó sáng đâu. Nó sáng liền chứ không phải chờ 3 năm. Người tạo tội nhiều kiếp khi lâm chung mà thành tựu được 10 niệm, vãng sanh tức khắc là như vậy. Đâu có cái gì khó đâu. Tôi đưa ra cái ví dụ đâu, quý vị thấy là có ai chối cãi gì được không? Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, có một người trúng tên độc ghim sâu vào thịt, nếu người đó nghe được tên thần dược thì mũi tên kia tự nó bắn ra khỏi thân của người đó. Người tạo tội dù lâu dù nhiều thì khi lâm chung thành tựu được 10 niệm liền được vãng sanh là như vậy. Tức là người ta ví dụ một cái mũi tên nó bắn vào trong thịt mình,
mà người ta chỉ cần lấy cái thần dược ta để là mũi tên nó bắn ra đi. Cái thần dược tức là cái thuốc này nó có một cái sự mầu nhiệm của nó, là cái thuốc độc này là với nó phản ứng với cái thuốc này tự nó nhổ ra đi. Tôi nói hồi nhỏ tôi đạp gai chùm lé, đây quý vị mới biết gai chùm lé không? Ở cái lá của nó có cái gai, mà hãy đạp vô đó là quý vị để cách đêm là nó lúng vô sâu luôn rồi. Thì bố tôi dẫn đến một cái thầy thuốc đó, thầy thuốc gọi là thầy thuốc gia truyền thôi, có gì hết. Ông lấy cái miếng thuốc, ông xe vậy, ông để lên cái đồng xu. Cái này ông hơi cái đồng xu cho nóng nào mà ông để vô cây gai tự nó bừng rồi khỏi lễ vậy trời. Không lễ vậy. Tôi có làm rồi, tôi có kinh nghiệm, cho nên tôi nói cái này là tôi có kinh nghiệm rồi, tôi phải nói. Tự nhiên cái thuốc đó ngày xe tôi giống như thuốc cứu thôi, không có gì hết, rất đơn giản. Rồi ngày để lên cái đồng xu, ngày hơi lên cái đèn sáp cho nó nóng nóng. Ngày để cái đồng xu vô ngay chỗ cái mũi gai đó, mà mũi gai nó sâu vô trong này nè. Tự nhiên cái là nó bắn ra cái mũi gai lấy ra, không ai lễ gì. Thì mũi tên này mà bắn vào trong thịt, mà cái thần dược này để cho nó là tự nhiên nó bắn. Đâu cần phải nhổ, không đau đớn gì hết. Như vậy là người tạo tội dù lâu dù nhiều, nhưng mà tâm họ thành tựu được 10 niệm trong khi họ giảng, họ vãng sanh. Ở đây họ lâm chung thì vãng sanh ngay, đâu có đợi gì lâu đâu. Thứ ba nè, ví như một sợi dây rất lớn, cả trăm người mà họ cả một ví như một sợi dây rất lớn cả trăm người mà họ bứt không nổi, mà cả trăm người họ kéo sợi dây họ bứt không nổi. Vậy bây giờ làm sao? Thì chỉ cần một đứa bé rất là nhỏ cầm con dao bé, họ là nó cắt cái sợi dây để đứt. Nhưng mà trăm người nó sức mạnh lực lượng mà kéo sợi dây, bứt sợi dây không đứt, mà thằng bé nhỏ thôi cầm cái dao bé cắt sợi dây đứt liền. Như vậy một đống củi to thu gom nhiều năm chất thành một đống, chỉ cần một đốm lửa nhỏ đốt thì đống củi lớn kia tiêu tan tức khắc. Nên đây cái người đó họ đi gom củi họ chắc là một đống 3 năm 4 năm biết, yêu cầu lại cầm một cái đốm lửa rất nhỏ thôi đốt vào cái đống củi đó cháy tiêu hết. Một sợi dây 100 người bứt không được, thằng bé cầm cái dao lại chặt cái đứt liền. Trong kinh nói chuyên tâm niệm Phật một câu A Di Đà sẽ tiêu diệt được tội nặng nơi đường sanh tử 80 kiếp. Sở dĩ có sự lợi ích như thế là vì hành giả dùng tâm mãnh liệt nên mới phục được vọng tưởng. Nếu lúc lâm chung mà dùng tâm ấy mà niệm Phật thì quyết định được vãng sanh. Tức là cái tâm. Tôi thi Phật Pháp, tôi có cho thí sinh tôi một cái câu như thế này: nhọn hơn cái nhọn là cái gì? Nhẹ hơn cái nhẹ là cái gì? Đó quý vị trả lời tôi nghe thế này. Nhọn hơn cái nhọn là cái gì? Cái kim là nhọn rồi, đúng không? Cái kim chích đó, nhọn rồi đó. Mà tôi hỏi nhọn hơn cái nhọn đó là cái gì? Nhọn hơn cái kim đó là cái gì? Và nhẹ hơn cái nhẹ là cái gì? Nhọn hơn cái nhọn là tâm. Bởi vì cái tâm này đó mà khởi lên cái tâm độc ác đó, thì quý biết nó nhọn sao? Nó lụi hết cả tam thiên đại thiên thế giới xuống A Tỳ địa ngục. Mà khi cái tâm này khởi lên bồ đề tâm đó thì chuyển hóa cái A Tỳ địa ngục tam thiên đại thiên thế giới này thành cực lạc. Nó vậy thôi. Cho nên dùng cái chuyên tâm này mà niệm 10 câu niệm Phật trong cái tức khắc cái giờ đó thì quyết định được vãng sanh. Đâu có khó gì. Tôi đưa ra 3 cái thí dụ. Thôi, nhiêu đã hết rồi.
Giờ còn giờ nói chuyện rồng. Hồi nãy quý vị có đề nghị nói hai đề. Thứ nhất là về cái lịch sử lập quốc của dân tộc Việt Nam. Bởi vì cái người Tàu đô hộ dân, cái dân Đại Việt của mình 1000 năm. Có cái bài hát là 1000 năm đô hộ giặc Tàu, 100 năm đô hộ giặc Tây. 1000 năm đã bị đô hộ rồi mà còn phải cống sứ cho quan Tàu ngà voi, ngọc trai, trầm hương, những cái quý giá nhất của đất nước phải đi cống sứ cho họ. Thế mà chưa vừa lòng nữa. Họ coi cái dân Đại Việt của chúng ta là mang ri mọi rợ. Quý vị thấy nhục không? Tổ tiên ông bà mình thấy nhục không? Nhục. Thì bây giờ mình làm sao mình rửa cái nhục đó? Mình phải thấy rằng cái sáng kiến, cái hay của tổ tiên ông bà Việt Nam của chúng ta mấy cái này cái đặc biệt. Chứ bây giờ ông bà tổ tiên chúng ta mới nghiễn ra một cái thuyết lập quốc. Ông Lạc Long Quân lấy bà Âu Cơ đẻ ra cái bọc. Quý vị nghe được không? Con người giống như gà đẻ ra cái bọc. Đâu được. Người ta là khác, là thai sinh, là đẻ ra bằng thai chứ sao đẻ ra cái bọc. Đã cái bọc rồi còn trăm cái trứng nữa. Khổ chưa? Ai tin cái chuyện đó? Không thể tin được chuyện đó. Nói theo nhà Phật tức là bốn loài chúng sinh noãn thai thấp quá, mình là thai sinh, phải sinh ra bằng thai. Gà vịt nó phải đẻ ra trứng, nó là thai sinh. Thế thì bây giờ đẻ ra cái bọc, rồi trong cái bọc nó nở ra trăm cái trứng, đẻ ra trăm đứa con, theo bố 50 đứa con lên Tây Nguyên, Gia Lai, Đắk Lắk, Kon Tum, Ba Mê Thuột lập nghiệp. Mình theo mẹ là bà Âu Cơ xuống vùng Duyên Hải, từ Cà Mau ra tới Hải Phòng lập nghiệp. Cho nên lên trên kia là tiên, xuống dưới này là rồng. Dân tộc Việt Nam chúng tôi là con rồng cháu tiên. Vỗ tay. Cho nên tôi nói đó là chưa có một vị nguyên thủ quốc gia nào đứng trước người dân mà nói kính thưa đồng bào. Chỉ có Việt Nam. Trên toàn thế giới kính thưa đồng bào là vì bà con của mình, dân tộc mình ở trong cái bọc đó mà ra, con nó kính thưa đồng bào. Thấy nè. Và cái hôm mà khai mạc cái lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc Vesak đó ở Hà Nội đó, thì chủ tịch nước Nguyễn Minh Trước lên nói thế này: chúng tôi xin giới thiệu với các vị lãnh đạo Phật giáo trên thế giới, Việt Nam chúng tôi có Phật. Rồi đó coi. Tôi ngồi tôi nghe tôi nói tim nó rớt rồi đó. Phật bên Ấn Độ chứ Phật đâu đây? Đúng không? Phật Thích Ca mình học lịch sử là bên Ấn Độ đàng hoàng, mà ngày một vị chủ tịch nước mà giới thiệu với các vị lãnh đạo Phật giáo trên thế giới, Việt Nam chúng tôi có Phật. Ngài nói Trần Nhân Tôn bỏ ngôi lên Nguyên Tử tu thành Phật, Phật Hoàng Trần Nhân Tôn. Vỗ tay. Đặc biệt chưa? Hoàng là vua, chứ hoàng là vua, mà ông vua thành Phật gọi là Phật Hoàng Trần Nhân Tôn. hay đặc biệt. Cho nên mới nói đi một tắc đàn học một sàng khôn là vậy. Nè, ngày lên ngày nói tôi ngồi tôi đứng tim á quý vị. Ông Đạo Dừa ông nói Nam vô Phật, nước Nam không có Phật. Chữ mô đó, Nam mô mình đọc là Nam vô, chữ đó chữ vô mà mình đọc là Nam mô. Bởi vì phiên âm của chữ nặng một, cho nên ổng đọc chữ là Nam vô Phật, chứ không có Nam mô Phật. Nước Nam không có Phật. Ông Đạo Vừa nói đó. Chết rồi. Nói bậy thì chết rồi.